Khoảng 2 ngày gần đây, trên địa bàn xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện đàn châu chấu tre lưng vàng với một độ cao. Chính quyền, cơ quan chức năng của huyện Bình Gia đang kiểm tra chỉ đạo lực lượng chuyên môn có giải pháp ngăn chặn loài côn trùng này gây hại cho diện tích cây trồng của người dân. Theo cơ quan chức năng huyện Bình Gia, châu chấu tre lưng vàng đã xuất hiện phá hại rừng tre, vầu, nứa, mai tại 3 thôn gồm Thâm Khôn, Ba Biển, Yên Hùng của xã Thiện Hòa với mật độ 600-1.000 con một bụi, ăn trụi lá, diện tích phá hại 10 hectare. Hiện tại, châu chấu đang bắt đầu di chuyển từ trên đồi cao xuống các khe suối, bờ bụi và bắt đầu xuất hiện gây hại cây ngô với mật độ từ 50-60 con một mét vuông, diện tích 1 hectare. Về những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về châu chấu tre xuất hiện tại một trường tiểu học, theo cơ quan chức năng huyện Bình Gia, chưa có ảnh hưởng tới học sinh do châu chấu chỉ nhảy, bò, bám vào tường, cây cảnh. Châu chấu tre lưng vàng dài là loài sống thành đàn, sức tàn phá lớn với hoa màu cây trồng của người dân và rất khó kiểm soát. Thức ăn yêu thích của chúng là tre, lúa và ngô.